Vừa rồi là các khái niệm về giao diện, về một vài thao tác rất là cơ bản thôi. Bây giờ chúng ta mới đi vào cái phần quan trọng nhất, đó là những khái niệm cơ sở của Photoshop, của ảnh trên máy tính nó như thế nào. Bây giờ tôi sẽ làm việc trên một cái ảnh mà liên quan tới cái bài tập chúng ta sẽ làm. Đó. Thế thì trước hết thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà tôi mở một cái ảnh ra thì bằng mắt thường chúng ta sẽ nhận thức là trên cái ảnh đó nó nói về vấn đề gì. Đó. Một cái ảnh phong cảnh thì các bạn sẽ có thấy có cây, có trời, có nước, có phong cảnh. Một cái ảnh đường phố thì sẽ có nhà cửa, xe cộ, các cảnh sinh hoạt ở đường phố. Ảnh chân dung thì các bạn sẽ nhìn thấy một ai đó, vân vân. Ảnh chụp một đồ vật gì đó thì các bạn cũng sẽ chỉ định ra đấy là đồ vật gì. Thế thì cái vấn đề nhận thức là trong ảnh nó chứa cái gì, đấy là nhận thức về thị giác của chúng ta, và cộng thêm cái kinh nghiệm, cái sự hiểu biết của chúng ta. Có những thứ chúng ta nhìn và chúng ta cũng không biết nó là cái gì, thì đấy là do chúng ta chưa hề nhìn thấy, chưa biết đến cái sản phẩm đó. Nhưng về mặt nhận thức thì mắt chúng ta vẫn có thể nhận thức được nó là hình vuông hay hình tròn, to hay nhỏ, vân vân. Chúng ta có thể dự đoán nó là cái gì, kể cả trong trường hợp chúng ta chưa biết. Thế nhưng mà đấy là nhận thức của con người thôi. Thế còn đối với máy tính hoặc là đối với các chương trình mà xử lý ảnh nói chung hoặc Photoshop nói riêng thì nó nhận thức như thế nào về cái tài liệu nó đang mở ở trên màn hình, thì chúng ta cùng nhau xem xét một chút. Bằng mắt thường thì hiện tại các bạn đang nhìn thấy ở trên bức ảnh này nó có một số thứ. Ví dụ tôi có thể liệt kê ra, đây là một quả dưa vàng này, đúng không? Ở đây là một cái bó củ cải đỏ này, đúng. Rồi có thể là đây là một miếng thịt này, một miếng jambon này, đây là một cái nấm củ này, đây là một cái lát của quả kiwi này, đây là một cái nui này, có thể đây là một quả lê này, đây là một quả quất hay cái gì đó, hoặc là đây là một một quả việt quất hay cái gì đấy. Thế thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta có thể đọc được tên nó, đó, chúng ta biết là về mặt thị giác. Nhưng chương trình bây giờ nó có hiểu hay không thì khẳng định luôn là chương trình nó không hiểu là nó đang thể hiện cái gì. Nó không thể biết được đâu là quả quất, đâu là quả dưa, đâu là miếng thịt. Vậy thì nó biết như thế nào, nó hiểu như thế nào và nó quản lý cái bức ảnh này như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem. Trước hết là chúng ta xem ở mức độ toàn cảnh của bức ảnh. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau là xem lớn lên, xem kỹ vào cái sản phẩm. Thì để zoom, để phóng lớn lên một cái khu vực của bức ảnh của chúng ta xem thì chúng ta có mấy cách như thế này. Các bạn có thể sử dụng công cụ. Nếu như các bạn bấm vào công cụ zoom, đấy là hình cái kính lúp đó. Và các bạn có hai thao tác như thế này. Một là các bạn kích vào cái khu vực các bạn muốn xem, thì cái khu vực đó nó sẽ được coi như làm tâm và nó sẽ phóng lớn gấp đôi cái bức ảnh lên để cho chúng ta có thể quan sát. Hai là chúng ta có thể nhấp chuột và chúng ta giữ phím chuột trái, sau đó thì các bạn kéo dây chuột đi một chút để vẽ ra một cái vùng lựa chọn như thế này. Khi các bạn buông tay ra thì cái vùng được coi là cái vùng lựa chọn đó nó sẽ được phóng lớn lên và nó đầy kín màn hình. Ở đây các bạn sẽ có một nếu mà các bạn thao tác thấy khác thì có lẽ là các bạn lưu ý một chút lên trên này cho tôi. Ở trên thanh option này thì khi mà các bạn làm việc với công cụ zoom thì nó có một cái checkbox có tên là Scroby Zoom. Nếu như mà các bạn thấy cái này mà nó vẫn còn đang có đánh dấu ở đây thì cái việc mà các bạn di chuột một cái sang trái hay sang phải là nó đã tự động phóng lớn lên rồi. Đây là một cải tiến của Photoshop, nhưng mà tôi thì tôi không đánh giá cao cái cải tiến này, tại vì nó không phải lúc nào nó cũng làm đúng được ý của mình đấy. Cái sự thu phóng này của nó rất là bất tiện trong cái việc mà điều chỉnh cái thao tác của mình, cho nên thường thì tôi làm việc thì tôi tắt cái này đi, tôi sẽ tự mình xử lý, tức là tôi khoanh vùng những cái chỗ nào mà tôi muốn đấy. Thế đấy là thao tác để phóng lớn. Nhưng ở đây tôi nói nhanh luôn, đó là cái ảnh này nó có lớn lên thực sự hay không thì câu trả lời là không nhé. Nó sẽ giống như là chúng ta quan sát một ai đó ở xa mà chúng ta vác cái ống nhòm ra chúng ta nhìn ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng
mọi thứ nó đều rất là to lên mà nó gần lại, nhưng mà bản chất nó có phải là nó to lên hay không, bản chất nó có phải gần lại chúng ta hay không thì không phải, đúng không? Chúng ta chỉ mượn một cái công cụ nào đó để chúng ta làm cho cái trường nhìn nó lớn lên và nó gần lại thôi, nhưng còn đối tượng mà chúng ta quan sát nó vẫn nằm xa như như cũ và nó vẫn có kích thước như cũ. Thế thì cái công cụ này nó cũng chỉ giúp chúng ta là quan sát theo một cái cách khác thôi, còn kích thước thật của đối tượng thì không hề đo lên đâu nhé. Thế còn đấy là phóng lớn nhé. Còn thu nhỏ lại thì chúng ta sẽ nhấn trên bàn phím An, thì lúc này các bạn sẽ thấy là cái kính lúp nó sẽ có dấu trừ, và khi các bạn kích chuột vào bất cứ đâu thì nó sẽ thu lại khoảng nửa so với lại cái kích thước cũ. Đấy. Thế còn là cách thứ hai, cách này thì là cách chính thống, tuy nhiên là người làm việc thì không thích cái công cụ này lắm. Vì sao? Vì là trong thao tác thì chúng ta sẽ phải làm rất là nhiều, khi thì chúng ta làm việc với lại công cụ nọ, khi chúng ta làm việc với công cụ kia, và mỗi một lần mà chúng ta muốn phóng lớn lên để quan sát hay làm việc cận cảnh với một khu vực nào đó thì chúng ta lại phải chuyển từ cái công cụ chúng ta đang làm sang cái công cụ này, phóng lớn lên xong rồi chúng ta lại quay trở về công cụ chúng ta đang làm việc, thì nó mất rất nhiều công, mất rất nhiều thao tác. Do đó thì người làm việc mà quen rồi thì người ta cũng không hay sử dụng công cụ zoom lắm, mà người ta sẽ sử dụng cái cách là hoán đổi thật nhanh cái công cụ trong một lúc, sau đó thì lại quay trở về công cụ cũ. Ví dụ tôi đang sử dụng công cụ bút, tôi đang vẽ cái gì đó chẳng hạn, bây giờ tôi không muốn là chuyển sang công cụ zoom này nữa, thì tôi có thể là nhấn phím control và nhấn phím cách. Đấy, khi mà tôi đang nhấn giữ hai cái phím này thì bất kể đang là công cụ gì nó cũng sẽ tạm thời nó chuyển về cái kính lúp cho tôi. Sau khi tôi phóng to lên, tôi xem xong, tôi nhả phím ra một cái thì nó lại quay trở về công cụ tôi đang dùng luôn. Như thế thì tôi sẽ không mất thời gian mà tôi chuyển đổi công cụ nữa. Tất nhiên là nó còn có thêm cái phím An nữa. Nếu như Control An và phím cách, đấy, thì nó sẽ lại thành ra gì đây? Zoom trừ, đúng không? Zoom in, zoom out. Đấy, và nó giúp cho chúng ta thu nhỏ lại. Thế và các bạn còn có thêm một hệ thống phím tắt nữa. Ví dụ như Control 0. Đấy, là nó sẽ full đầy màn hình. Control cộng lớn lên, Control trừ nhỏ đi. Ví dụ như thế. Thì đấy là một vài cái thao tác mà chúng ta có thể là sử dụng phím tắt thay cho việc là chúng ta dùng công cụ. Và thường thì người thiết kế thì hay thích làm bằng các phím tắt nó hơn, sẽ có một tay luôn luôn cầm chuột và một tay thì thao tác cái bàn phím. Tất nhiên lúc đầu các bạn cũng sẽ chưa nhớ được ngay đâu, nhưng mà dần 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 cố gắng làm sao làm quen được với thao tác đó thì nó sẽ đẩy nhanh được cái tốc độ làm việc của các bạn lên, cố gắng là chuẩn hóa ngay cái thao tác này từ đầu. Đấy, rất nhiều bạn hay làm thì cũng phải bỏ chuột ra xong rồi bấm, cố gắng là làm sao luyện được cái tay bấm cho nó quen đi. Thế thì đến đây thì chúng ta đã nói về cái thao tác phóng to, vậy thì bây giờ chúng ta mới làm kỹ hơn này. Phóng to lên thì để làm gì? Phóng to lên là để tôi quan sát kỹ vào một cái gì đó. Bây giờ tôi muốn quan sát phần quả dưa, tôi phóng to quả dưa lên đó một phần nào đó, sau đó thì tôi có thể là tôi lại thu nhỏ lại và tôi xem phần khác, ví dụ như là cái nhóm củ cải đỏ, hoặc là ví dụ tôi xem sang miếng thịt. Ở đây sẽ có thêm một thao tác nữa mà chúng ta sẽ hay đi cùng công cụ zoom, đó là công cụ hand. Đấy, hay là gọi một cách khác là pan, thì nó sẽ có cái hình bàn tay như thế này. Đấy, hình bàn tay như thế này nó giúp cho chúng ta là kéo cái bản vẽ này dịch chuyển để chúng ta xem các phần đang bị khuất lấp khi mà phóng lớn lên. Thì công cụ đây nó là đây, nhưng mà cũng khuyến cáo là không dùng công cụ này mà các bạn dùng cách nhanh hơn cho tôi, đó là nhấn vào cái phím cách thôi. Khi các bạn nhấn giữ phím cách thì đương nhiên là nó sẽ chuyển tạm sang thành công cụ hand. Các bạn chuyển xong, các bạn xem ở đâu rồi, các bạn hài lòng rồi thì nhả phím cách ra, nó lại quay trở về công cụ cũ. Đấy, đừng chọn công cụ mà hãy sử dụng phím tắt luôn. Thế thì đến đây thì chúng ta sẽ thấy một cái vấn đề là nhìn xa xa thì mọi thứ nó có vẻ tương đối là đẹp đẽ, có vẻ là nuột nà, nhưng khi mà chúng ta phóng lớn lên và chúng ta xem kỹ vào bất cứ một cái gì, quả dưa cũng vậy, cái nui cũng vậy, nấm củ cũng vậy, rau dưa cũng vậy, tất cả mọi thứ khi chúng ta phóng lớn lên, chúng ta xem kỹ sát vào nó thì chúng ta thấy rằng là thứ nhất là nó gai, nó không còn nuột nà như là cũ nữa, và thứ hai nữa là bất kể cái sản phẩm nào, cái đối tượng nào thì nó cũng có vẻ như được tổ hợp, được xây dựng bằng rất nhiều các hình vuông nhỏ nhỏ. Đấy.
Và cái đấy chính là cái mà chúng ta đang muốn đề cập, là cái đơn vị nhỏ nhất xây dựng nên một cái bức ảnh đó là cái gì, đều là các hình vuông đó. Và cái thuật ngữ mà người ta gọi đấy chính là điểm ảnh, hay là một từ chuyên môn người ta gọi là pixel đấy. Người cũng xây dựng bằng pixel, cây cũng xây dựng bằng pixel, trời cũng xây dựng bằng pixel, bất cứ cái gì xuất hiện trên ảnh đều là do pixel xây dựng nên cả đấy. Nếu mà chúng ta hình dung, chúng ta thử suy nghĩ một cách khác, thì các bạn sẽ thấy là có những cái bức tranh mà ghép hình ý đấy, một chủ đề nào đó người ta chia ra thành nhiều mảnh nhỏ, và khi mà chúng ta tẩn mẩn xếp lại đúng theo trình tự thì nó sẽ trở thành một bức tranh có chủ đề, có ý nghĩa đấy. Thì ở đây cũng thế thôi, rất nhiều pixel xếp lại với nhau theo một cách nào đó thì nó sẽ trở thành một chân dung, trở thành một cái cây, trở thành một con chó, một con mèo, hoặc là một đồ vật nào đó, khi mà pixel nó sắp xếp với nhau theo đúng cái quy tắc của nó, theo đúng màu mè của nó, thì nó sẽ trở thành một cái hình hài nào đó. Thế thì như vậy chúng ta xác nhận luôn pixel là đơn vị nhỏ nhất, đấy là đơn vị cấu thành tất cả các cái sản phẩm ở trên này, và khi làm việc thực ra là chúng ta làm việc với các pixel đấy.